Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Sun Chaser Art and Media. Mình là Joe Huynh. Trong lúc Faye đang trong giai đoạn chạy đà cho Lost Bell 4, chúng ta có được một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho lực lượng. Thì may mắn thay vẫn có banner Ray Oak một số 7, mà một trong số đó không ai khác chính là hội trưởng hội người cao tuổi, tổng quản cẩm y vệ của Lost Bell 3, lão sư Lý Thư Văn, hay còn có tên khác như là cụ Lý hay là Lý Tổng, để giải phân biệt giữa bản 4 sao Lancer và bản 5 sao Assassin. Điều đã có nói từ trước, nếu như Master nào đã trải qua Lost Bell 3 thì cũng đã đủ hiểu được khả năng chiến đấu của Lý Tổng là ra sao rồi. Lý Thư Văn tự là đồng thần, một võ sư huyền thoại của đại lục. Người dù sinh ra ở thời điểm cận đại nhưng vẫn tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Lý Tổng sớm nổi bật sau khi học được Bát Cực Quyền và dần được tán dương là một trong những người mạnh nhất lịch sử huyền thoại của đại lục. Bằng cách mài dũa kỹ lưỡng độc nhất một kỹ thuật, thay vì học nhiều thứ, ông có thể nhất kích tất sát đối thủ theo đúng nghĩa đen của nó. Theo như các lịch sử ghi lại thì Lý Tổng dù thời niên thiếu hay là đã xế chiều, thầy luôn mang tính cách khó gần, nghiêm khắc và cực kỳ ngang tàng, như là người có tâm địa hảo hán. Cũng vì vậy mà cả đời ông luôn dính vào các trận chiến với các cầu thủ khác. Và thường thì những trận đấu như vậy đều kết thúc bằng cái chết của đối thủ. Những kẻ tử trận đều là thành phần tự phụ sức mạnh của mình mà sinh ra ngạo mạn, nói cách khác là phường nhãn chung vô nhân, trong mắt coi như chẳng có ai. Người ta nói thêm một người bạn thì bớt được một kẻ thù, nhưng thầy chỉ toàn kết thù. Và cũng vì vậy mà Lý Tổng đã bị hạ độc bởi một trong những kẻ thù của ông. Sau đó không lâu thì qua đời ở tuổi 70, khép lại trang sử hào hùng của một trong những đệ nhất quyền sư của Trung Hoa cận đại. Tuy nhiên di sản mà ông để lại là rất nhiều cho đại lục, khi mà doanh sư xuất cao đồ, những học trò được chính ông đào tạo đã có rất nhiều thành tựu trong và ngoài nước, và hiện nay vẫn luôn giữ được truyền thống võ học Lý Thư Văn. Khi bước tới Lost Bell 3, Tần Vương đã triệu hồi Lý Thư Văn làm tổng quản cổng y vệ và trở thành một trong những boss khó chịu bậc nhất của Lost Bell. Tuy nhiên thầy trong phiên bản này trở nên điềm đạm hơn, ít hiếu chiến hơn, nhưng vẫn giữ nguyên được toàn bộ sức mạnh của mình thời kỳ sung mãn. Sau khi kết thúc Lost Bell, Lý Tổng bước vào An Linh Đài và được triệu hồi dưới Class Assassin, tuy nhiên là Story Lock, tức là chỉ có thể triệu hồi thông qua banner của Lost Bell 3, banner Story hay là banner riêng biệt nên không thể spook được. Trong đánh giá 7 tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các tổng số kỹ thuật, bộ skill cũng như cách Master có thể sử dụng toàn lực của cơn ác mộng một thời của Lost Bell 3 này nhé. Lý Tổng có max máu là 12.568 và max tấn công là 11.470. Khi so sánh cùng các Assassin cùng phân khúc thì thầy có sức tấn công nằm mức trung bình, nhưng lượng máu thì nằm thấp nhất phân khúc này. So với các 7 năm sau nói chung thì cũng không có quá nhiều thay đổi khi mà lượng máu của thầy nằm phần yếu và sức tấn công nằm mức trung bình yếu. Lý Tổng có bộ skill được thiết kế trong việc chiến đấu boss cũng như khả năng tự hỗ trợ bản thân khá tốt. Với skill thứ nhất là Chinese Martial Art, Trung Hoa Quyền Thuật, Bát Quái Quyền, Rank A cộng cộng cộng, bóp xương bớt tội một lượt, kèm tăng cường sức mạnh bạo kích cho một lượt từ 50-100%. Thời gian hồi skill lượt từ 7-5 lượt. Skill thứ hai là Sphere Battery, lục hợp ranh giới, tạo ra sao bạo kích từ 5-15 sao, kèm theo bóp né tránh bản thân một lượt và tăng cường hút sao cho bản thân trong một lượt từ 300-500%. Thời gian hồi skill lượt từ 8-6 lượt. Và skill cuối cùng là Intersection of Yin Yang, thủ điểm âm dương, Rank B, bóp kháng đi bóp tuyệt đối một lượt, kèm tăng cường sức mạnh bản thân trong 3 lượt từ 10-20%. Ngoài ra tăng cường thêm sức mạnh cho bản thân từ 20-30% trong 1 lượt. Thời gian hồi skill cũng là từ 8-6 lượt. Lý Tổng chỉ duy nhất có một skill bị động, nhưng cũng không phải là để trưng bày. Với Veteran Rank A cộng, tăng cường sức mạnh thể arc kèm khả năng tạo sao 8%. Double Metasm của Lý Tổng là No Second Strike, Nhô Dị Đã, tuyệt kỹ lúc sinh thời của Lý Thư Văn. NP này sẽ giảm phòng ngự mục tiêu từ 20-40% trong 3 lượt tùy theo overcharge. Sau đó sẽ gây sát thương arc là mục tiêu từ 900-1500% tùy theo MP level. Ngoài ra NP này cũng đi kèm 100% đột tử mục tiêu. Sau này NP sẽ được nâng cấp để tăng sát thương NP từ 1200-1800%, kèm 150% đột tử. Lý Tổng có một bộ deck tập trung vào mảng xạ NP kèm sát thương với Quick, Arc, Buster, Buster. Thẻ Quick đánh 4 hit, thẻ Arc đánh 2 hit và thẻ Buster đánh 1 hit. Khi vào Ray Chance thì thẻ EX đánh 5 hit. Tỷ lệ tạo sao cơ bản của Lý Tổng là 25.3% và tỷ lệ xạ NP là 0.99%. Do là Assassin nên thầy có sẵn tỷ lệ hút sao là 100%. Từ đó chúng ta có thể thấy chỉ số xạ MP của thầy là khá tốt, tuy thẻ Arc chỉ đánh 2 hit. Tuy nhiên so với các Assassin nói chung thì Lý Tổng tạo sao không tốt lắm, dù bộ deck không hỗ trợ nhiều. Từ các thông số cơ bản của những bộ skill, Master có thể nhìn thấy rõ nét về một Lý Tổng cực kỳ tròn vai trong vị trí đấu boss team Arc. Thực sự mà nói thì có khá nhiều Master hay nói Lý Tổng Assassin chính là bản nâng cấp của Lý Thư Văn phiên bản Lancer. Thật sự thì điều đó cũng không sai. Cũng như có nhắc tới từ trước, nếu đã bước qua được ải của Lý Tổng trong Lost Bell 3, thì bạn đã có đủ lý do để khuyến khích bản thân triệu hồi thầy hay không rồi. Về mặt cơ bản nhất, Lý Thư Văn là một nước cờ chuyên về loot MP với một skill thiết kế chặt chẽ tạo ra hiệu ứng cao và tự hỗ trợ lẫn nhau. Do đó sát thương đầu ra trong một lượt là cực kỳ quỷ diệt. Với skill thứ nhất là Bát Quái Quyền, đơn giản là một skill tăng cường chất lượng bạo kích kèm xuyên bất tội một lượt cho bản thân, giúp thầy có thể dễ dàng xuyên thấu hàng phòng ngự của boss. Kèm theo đó là nếu như không chết vì MP thì boss cũng sẽ ăn trọn vẹn 100% bạo kích. Bản thân mình thì thường dùng combo NP Buster Buster bạo kích thì sẽ tạo ra được nhiều lợi thế chiến đấu hơn. Tuy nhiên mặc dù thiếu đi skill thương hiệu Crescent Consumment của Assassin, nhưng Lý Tổng vẫn khá ổn định cho việc tự hỗ trợ bản thân để gây bạo kích. Với skill thứ hai là Sphere Boundary, tạo ngay lập tức 15 sao kèm với 500% khả năng hút sao cho bản thân. Bảo đảm khi kết hợp cùng với skill thứ nhất thì sức tấn công bạo kích đầu ra của Lý Tổng là cực kỳ chất lượng. Ngoài ra để đảm bảo an toàn thì skill này cũng tích hợp thêm một cái né tránh một lượt, giúp Lý Tổng sống sót nếu như cần thiết.
Nhưng để tăng cường thêm sát thương đầu ra của Lý Tổng thì phải nói tới skill thứ 3, Intersection of Yin Yang, giao điểm âm dương. Ngoài việc nó tăng cường sức mạnh Lý Tổng 20% trong 3 lượt thì nó còn kèm theo 30% sức mạnh trong 1 lượt, do đó có thể hoạt động như hệt như một cái Manaverse khi chuẩn bị vào NP. Tuy nhiên skill này cũng mang tới một cái kháng debuff tuyệt đối, giúp cho nhiều trường hợp đấu boss trở nên lợi thế hơn. Và tất nhiên nòng súng cao cấp nhất Lý Tổng không gì khác chính là cái Noble Phantasm của thầy, vô nhị đã, một đấm gây sát thương lớn trong mục tiêu. Với việc giảm giáp trước khi gây sát thương, kèm các buff hỗ trợ tự có từ bản thân, sức mạnh NP của thầy có thể đạt vào khoảng 85.000 điểm và sau này sẽ là 113.000 điểm. Lưu ý đây là con số mặc định giữ mức NP 1 kèm Overcharge bậc 1. Và bởi vì NP này là R kèm bộ deck Lý Tổng cũng là R, nên thực sự sẽ không quá khó để có thể lúc cái NP này một cách dễ dàng, ngay cả khi không vào bảo kích. Mà nếu càng NP nhiều thì debuff giảm giáp lại càng có thể chồng lên, sau đó một hit NP kèm bảo kích là boss khó chạy. Vì đó có hai cách để sử dụng Lý Tổng để xây dựng chiến thuật. Cách thứ nhất là xây dựng chiến thuật gây sát thương, lấy NP làm trọng tâm. Còn thứ hai là sử dụng bảo kích. Ở cả hai mặt này thì thầy cũng không quá khó để phát huy hết tiềm lực của mình. Một điểm khá thú vị nữa của cái NP này thì bản thân mình nghĩ đây là nền tảng của một skill cực kỳ nổi tiếng của truyện quyền đạo, được tạo dựng bởi Lý Tử Long, chính là One Inch Punch hay là Nhất Thốn Quyền. Bản thân mình thì học nhu đạo, tức là judo, nên thực sự không biết rõ về việc này có đúng hay không. Nhưng bản thân đã bị dính một hit Nhất Thốn Quyền trước kia rồi, nên cũng đôi chút hiểu được sát thương mà nó mang lại. Cho nên nếu bạn nào là cao thủ võ học thì comment bên dưới để nhiều master tham khảo thêm nhé. Thật ra thì Lý Tổng có thể gọi là một seven khá hoàn thiện cho cả hai mảng chiến đấu bằng NP lẫn bảo kích, cho nên trần tính nâng skill cho thầy cũng không phải là phức tạp. Với max trước Intersection của Yin Yang để có thể gây sát thương lên cao nhất có thể, sau đó tới Bát Quái Quyền để tăng cường thêm chất lượng bảo kích, và Spear Battery có thể để sau cùng vì đây là skill hỗ trợ tốt nhưng lợi ích nó mang lại thì không quá nhiều hai skill còn lại. Do là một seven story lock được debut vào dịp hậu Lost Bell, nên master có thể phong chờ đồ nâng cấp cho thầy cũng không phải là dễ tìm, nhất là chuông, chứ còn đồ nâng skill thì còn tệ hơn, với những thứ như là xương và stinger là rất nhiều. Tất nhiên với một nhất đại tôn sư thống lãnh cả mi vệ với nhiệm vụ chính là gây sát thương khiến boss vật vã, thì Lý Tổng thật ra cũng có nhiều điểm chưa ổn của master phải hiểu rõ để còn xây dựng chiến thuật hợp lý. Ở mức căn bản nhất, đó chính là các chỉ số cơ bản của Lý Tổng thật sự không nổi trội và có thể nói là khá hẹp, nhất là khi Cloud Assassin bị căng chỉnh sức mạnh nữa thì chất lượng sát thương cơ bản khi đánh quá là không cao, đặc biệt là khi thầy không vào được bao kích. Nhưng mừng thay, bản thân Lý Tổng cũng có thể gọi là tự ổn định để hỗ trợ sao cho bản thân, cho nên trong thời gian hồi skill thì thầy vẫn có thể ổn định được vị thế như là đầu tàu bao kích, và đối với nhiều master thì trở thành một máy tạo sao chưa tìm ở. Ở điểm thứ hai mà nói thì Lý Tổng có thể gọi là một summon đại diện cho phẩm chất của những summon thiên về mạng kỹ thuật chiến đấu, khi mà phần lớn bộ skill của thầy chỉ có hiệu lực trong một lượt duy nhất mà thời gian chờ lên tới 6 lượt. Tất nhiên là ngoài phần tăng 20% sức mạnh chiến đấu, nên sai một nhịp là coi như bay nguyên trận. Do đó để có thể sử dụng được Lý Tổng một cách thuần thục và hiệu quả, bạn cần hai thứ: kinh nghiệm và chiến thuật. Một khi mà thầy đã nã MP với toàn bộ buff thì sát thương của thầy sẽ giảm rất nhiều. Do đó phải đảm bảo được thời điểm thích hợp để sử dụng skill chính là chìa khóa quan trọng để sử dụng Lý Tổng. Bởi mình thấy được đây không phải là một seven thân thiện với nhiều người chơi, nên cần phải lưu ý trước khi triệu hồi. Và tất nhiên vấn đề tuổi tác cũng đôi khi làm khó thầy, khi mà với lượng máu không nổi trội kèm với khả năng phòng ngự dính chung với skill quan trọng trong lối chơi bảo kích, nên Lý Tổng sẽ hơi gặp khó khăn trong những trận đánh đường dài sở trường của team up. Và vấn đề có thể gọi là ảnh hưởng trực tiếp tới lối chơi lấy NP làm nhân, chính là cái NP quỷ diệt của thầy. Bản thân cái NP còn đi kèm thêm một cái đột tử 100%, thì đây luôn là vấn đề mình luôn phải đắn đo. Như các video từ trước mình đã nói, đây là con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm về nhiều mặt. Cơ chế đột tử sẽ giúp việc đi farm nhanh chóng hơn rất nhiều, đặc biệt là những quái có tỷ lệ đột tử cao như là quái màu đồng hay là các quái la mưu. Có hai điểm cần quan tâm với việc này. Thứ nhất, có thể sẽ nhiều master đã trải qua rồi, khi mà những trận phải gặp mini boss ở lượt thứ hai sẽ là cơ hội giúp cho Lý Tổng nã MP không có hỗ trợ và sau đó sạc lại bằng một chain 3 thầy ớt. Nhưng xui thai cái đột tử lại xảy ra, từ đó mini boss chết, thầy lấy mất luôn cái chain và gặp boss thì sẽ phải sạc lại MP từ đầu. Tất nhiên việc này sẽ được khắc phục hoàn toàn nếu như bạn đi cùng với những siêu xe, tuy nhiên nhiều nhà lại không có, nên chỉ mong chờ biển sẽ mình hỗ trợ thông thường mà thôi. Và điểm quan trọng thứ hai chính là cơ chế đột tử này, chính là lỡ mà nó đột tử được boss, như là với những boss của Red Bar, thì bạn nên chào tạm biệt với nhân phẩm đi là vừa rồi. Thực sự mà nói thì tỷ lệ đột tử boss là cực kỳ thấp, còn thấp hơn cả tỷ lệ quay Gacha Ryu Baby ngay trong banner của nàng. Nên cứ yên tâm mà MP đi, lỡ mà có đột tử được boss thì tốt nhất nên để dành đá cho cuối năm là xả, nhưng mà nhớ tích công đức là được rồi. Do đó để sử dụng Lý Tổng một cách hủy diệt trong nhiều trận đấu, master có thể lựa chọn hai con đường để sử dụng chiến thuật: bảo kích và NP. Với cả hai đường thì Waver hay Tamamo chính là lựa chọn ổn định cho vị trí support, sau này sẽ là Castoria. Với support phụ thì có rất nhiều hỗ trợ khác nhau thích hợp với cả hai đường chiến thuật. Mozart và Hans chính là những nhân tố quan trọng bậc nhất mà master nên hướng tới. Còn không thì chúng ta vẫn có Paracelsus hoặc là Bodica. Bodica là một nhân tố hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công cực kỳ ổn định, nhưng chỉ thích hợp với những seven có thể hút sao, còn không thì tốt nhất đừng dùng. Lựa chọn tốt hơn thì vẫn có Gilcaster, Lan Vương hay là Thomas Edison, đặc biệt nhất chính là Mary Caster hoặc là Antonio Salieri. Đây là hai cái máy tạo sao cho team up, còn cao cấp nhất thì vẫn có Ganesh, vừa đảm bảo được an toàn nhưng cũng đủ sức tấn công. Còn xa hơn thì vẫn có Miss Crane. Nhân đây thì mình giải thích luôn sự khác biệt giữa các trường phái team up để tránh nhiều bạn thắc mắc. Arc có 3 trường phái chủ đạo: Arc cổ điển,
Arc Nhay và Arc Bảo Kích. Thực sự thì cả ba đều có cùng một điểm, đó chính là lợi thế sạc MP cực kỳ nhanh. Nhưng cũng từ đó mà các trường phái của Arc cũng được sinh ra. Arc cổ điển hay mình gọi tắt là A1, lấy MP sát thương chính làm nhân, chủ yếu gây sát thương nhiều nhất có thể, thời gian hoạt động có thể lên tới 20 lượt. Arc Bảo Kích gọi tắt là A2, lấy sát thương từ MP kèm sức mạnh bảo kích của sát thương chính làm nhân. Ở team này thì sẽ dứt điểm rất nhanh, nhưng đi kèm với khả năng phòng thủ khá hạn hẹp. Và rồi Arc Nhay gọi tắt là A3, như một dạng A3 vậy đó, chính là đội hình mà vấn đề sát thương không còn được nhắc tới nữa, mà chính là chơi cho chừng nào mà nã cái nư rồi nghỉ. Nhiều khi có những trận kéo dài hơn 1000 lượt là bị gì đó xảy ra khá thường xuyên, cho nên tùy theo trường hợp cũng như chiến thuật mà master có thể sử dụng, quan trọng là bản thân muốn gì. Lưới thêm những serving mà nói tới chỉ mang tính chất tham khảo chứ bắt buộc, và còn tùy thuộc rất nhiều vào tài nguyên lẫn kinh nghiệm của từng master. Khi đọc vòng 10 với lý tổng, master sẽ nhận được C Even Age, tiểu tác làm giảm đi sức mạnh, nhưng đổi lại là sự tinh thông trong võ học. C này sẽ tăng cường sức mạnh thay Arc 1% kèm chất lượng bảo kích 15% cho toàn đội. Một C cực kỳ thích hợp khi trang bị cho lý tổng, nhất là khi làm vị trí sát thương thứ hai hoặc là máy tạo sao cho team Arc bảo kích. Tuy nhiên sẽ mất khá lâu để có thể đạt được C này. Giờ master có thể trang bị C theo hai loại chiến thuật như sau: đánh nhanh thắng nhanh hoặc là bảo kích. Với đánh nhanh thắng nhanh thì master có thể sử dụng C sạc sẵn thay MP, kèm theo đó là sức mạnh MP hoặc là sức mạnh thay Arc đều được. Hàng free thì có Painting Summer, Heavenly Demon Princess, mà sao hơn có Stitching Your Beloved One. Ngoài ra nếu như muốn chất lượng hơn nhưng bỏ qua phần sạc MP nhanh, thì chiến thuật A1 sẽ có lợi thế hơn với những C tăng sức mạnh thay Arc, sức mạnh MP, chẳng hạn như là Meeting of Eris, Royal Icings, Scenic Beauty hay là Foxy Lady. Để lựa chọn hàng free, còn không thì có Mark a Smiling Face. Với chiến thuật A2, master cần một C thích hợp chất lượng bảo kích hoặc khả năng hút sao đều được, chẳng hạn như là Water Shine, Heights Hunter, Atrifus để lựa chọn hàng free. Another Ending luôn là một lựa chọn cực kỳ tốt cho chiến thuật này, còn không thì có thể sử dụng Night Dignity. Tuy nhiên do phần giảm giáp nên tốt nhất là phải cần cẩn trọng. An toàn hơn thì có Conversation Hot Sand hoặc là Covering Fire, nhưng đây là những lựa chọn gacha. Đối với Command Code, master cần những CC hỗ trợ vị tạo sao hoặc hút sao để có thể tăng cường chất lượng MP nữa thì càng tốt. Do đó master có thể trang bị CC theo trình tự như sau: Crest of Humanity và thẻ khuyết, Illusion Blue kèm Ottoman Victory vào thẻ Arc, và Crimson Retainer kèm Da Vinci vào thẻ Buster. Lưu ý những CE và Command Code mà nói tới chỉ mang tính chất tham khảo chứ bắt buộc, và còn tùy thuộc rất nhiều vào tài nguyên lẫn kinh nghiệm của từng master. Tổng kết lại về tổng quản cả bi vệ, chủ tịch hội người già Lý Tổng, Lý Thư Văn. Lý Tổng là một Assassin Story Lord được debut dịp đầu năm 2021 hậu Lost Bell 3. Thầy là một sư mình có thiên hướng chiến đấu là chính, tốc độ nhập trận tốt, kèm sát thương cao, mang trong người bộ skill hỗ trợ hoàn toàn việc tấn công, khả năng liên kết các skill chặt chẽ, khiến cho Lý Tổng luôn là một thế lực đáng gờm trong team A2, mặc dù sở hữu các chỉ số không được nổi trội. Tuy nhiên thầy vẫn luôn là một lựa chọn đấu boss tốt cho nhiều mặt trận khác nhau, như là đối với những master thích dùng những Seven mang thiên hướng về kỹ thuật. Nhưng cũng vì vậy mà thầy cũng phải gánh một số điểm yếu nhất định khi mà đổi phòng ngự bằng tấn công, cũng như thời gian hoạt động của skill thấp, đòi hỏi kỹ năng canh skill và nhất là sự vững chãi khi đánh đường dài có phần hơi hạn hẹp. Nhưng mà bằng chung thì Lý Tổng vẫn luôn là một lựa chọn cực kỳ ổn định khi chiến đấu, cũng như làm quen với cách nâng cao kỹ năng canh skill của master. Do đó điểm số trung bình mình dành cho thầy là A. Thật sự mà nói thì phần có thể xem là tiếc nuối nhất khi mà nói Lý Tổng là bản nâng cấp hoàn thiện của Lý Lancer, chỉ là thiếu đi một thứ mà cực kỳ cần thiết khi đấu boss, đó chính là phần xuyên giáp. Phải chi Lý Tổng mà có thêm phần này nữa của bản Lancer thì coi như quá chuẩn mực. Nhưng đây chính là lời khuyên của mình dành cho các bạn mới đến với game, đừng chịu hồi thầy vội. Vốn dĩ thầy là Sermon Story Lock không phải là quá hiếm đâu, nên không cần phải vội đi chịu hồi làm gì. Nếu có được thầy thì tốt nhất là tập trung luyện canh skill trước, rồi sau đó hay dùng cũng không muộn. Còn nếu bạn nào có thắc mắc về bản Lancer thì ra sao, thì master cũng thể sử dụng bản giá này để áp dụng vào bản Lancer. Và đó cũng là bài đánh giá của mình dành cho hội trưởng hội người cao tuổi Lý Thư Văn, một trong những Sermon nổi trội trong team Arc bảo kích. Chân thành cảm ơn các master đã đóng góp của thành viên cho Sun Chaser và hy vọng sẽ có thêm nhiều thành viên ủng hộ cho channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy like, share và subscribe, và nhất là nhấn cái chuông bên dưới để có thể biết khi nào channel ra video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you, Imida.